chào các bạn, hôm nay KO xin giới thiệu cho các bạn quả tròn làm bằng giấy. Mình có hai cây quạt. Đó là quạt xếp lại, từ có hai cánh. Mình có cây. KO ơi, quay cái quạt xếp lại đi KO. Chắc là con bấm quay nó sẽ đâm cánh lại luôn. Cái quạt xếp lại á. Quay cái quạt xếp lại đi. Không. Mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là ba cái cánh quạt. Và đây là công tắc của nó. Ok, đây ơi. Đây là công tắc của cây quạt. Em mình chuẩn bị mở này. Số mấy? Số 5 đi. Số 2. Số 5 đi. Số 1. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Số 10. Chỉ có 7 số thôi. Số 1. Số 0. Còn cái này. Đây là công tắc của cây quạt xếp lại. Ủa mà sao nó ghi là ceiling nhỉ? Ceiling fan nhỉ? M 1 2 3 4 5 6. Đây là cây quạt xếp lại. Xin giới thiệu cho các bạn đây cây quạt xếp lại. Còn cái quạt này mình có thể xếp lại đó nha. Kia kì, còn cái cầu cái nắp trên đó nữa kìa. Rất là đẹp. Có thấy là cái nắp của... Bây giờ KO sẽ test cái quạt xếp lại. KO co cái cánh cái quạt lại đi KO. Đi cho các bạn xem. Không bao giờ. Tôi sẽ quay. Như vậy các bạn sẽ không thích đâu. Nhưng các bạn sẽ thích cái con quay trời. Cái ra nó sẽ quay được. Rất là đẹp. Đó, ba cánh của nó. Đây là mình dùng giấy cạc tông để mình làm nha các bạn. Cộng với súng bắn keo để mình kết dính lại. Sở dĩ nó quay được là do mình có một cái mặt đạn hả? Mặt đạn hả? Dưới đây đã được dán lại rồi không thấy. Còn đây là cái quạt xếp lại là ba cái cánh của nó có thể co vô xếp ra. Keo biểu diễn cho các bạn xem đi. Không bao giờ. Video đến đây hôm nay là kết thúc bởi vì Keo không cho các bạn coi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Video lần sau kế hoạch chẳng nha. Tạm biệt. Tạm biệt.